Dạ, em xin chào các anh chị nhà đầu tư. Em tên là Cathy Trần, là co-founder và CEO của ứng dụng tìm trọ Ohana.app. Dạ, trước khi mà em trình bày thì cho em có một cái chú thích nho nhỏ là hiện tại em cũng đang trong cái quá trình mà tái hòa nhập lại với lại môi trường làm việc ở Việt Nam á, cho nên trong lúc mà em trình bày nó có cái gì đó không được mượt hoặc anh là anh thấy rất mượt rồi, em không lo. Dạ, em cảm ơn. Cách đây 2 năm khi mà em vừa mới trở về Việt Nam sau một quá trình mà học tập và làm việc ở nước ngoài á, thì em phải đi tìm nhà. Ba má em là người Sài Gòn, nhưng mà em nghĩ là với cái bản lĩnh và cái kinh nghiệm sống mình tích lũy được 10 năm qua, không lý nào mà mình không tự lập và tự đi tìm một cái ngôi nhà riêng cho mình được. Nhưng mà khi mà em bắt đầu em đi tìm á, thì em mới nhận ra là nó không có dễ như mình nghĩ. Và mọi người cũng hay có một cái tâm lý là nếu như mà bạn chưa bao giờ móc cọc nhà, tức là bạn chưa trưởng thành. Ohana là một cái ứng dụng chạy trên nền tảng là di động và web. Tụi em kết nối người đi thuê nhà với lại chủ nhà cho thuê. Người đi thuê nhà ở đây đa số là các bạn sinh viên, những người mới ra trường. Cái tầm mức chi phí mà họ có thể chi trả là khoảng chừng 1,5 triệu cho đến 4 triệu một người một tháng. Thì cho tới ngày hôm nay, Ohana đã có 40.000 user, tốc độ tăng trưởng hàng tháng trung bình là 40%. Số lượng user trở lại lần thứ hai là 30% mỗi quý, bởi vì các bạn này chuyển nhà khoảng chừng 3-4 tháng một lần. Em đang gọi số vốn là 11 tỷ. Hiện tại tụi em đã gọi được khoảng chừng 7,9 tỷ rồi và đã còn phải chừng 3,5 tỷ cho 10%. Sao em đặt tên là Ohana? Dạ. Ohana là tiếng Hawaii anh, nó có nghĩa là gia đình. Em từ đâu về để tái hòa nhập cộng đồng? Em ở Úc được 2 năm, sau đó là em ở Mỹ khoảng chừng 7 năm sống và làm việc. App này bắt đầu từ bao giờ? Dạ, em bắt đầu bản MVP đầu tiên là từ tháng 2, tháng 3, Tết Nguyên Đán năm ngoái. Em thu phí từ đâu? Dạ, em thu phí từ chủ nhà trọ, 30% của tháng cọc đầu tiên. Em kêu gọi được 7 tỷ rưỡi rồi là bao nhiêu phần trăm? Dạ, khoảng chừng 15% rồi anh. Theo như cách mà anh tính là hiện nay em đang give out từ 32% rồi. Bởi vì em gọi 11 tỷ mà 3,5 tỷ cho 10%, nghĩa là post money đang là 35 tỷ. Vậy là 11 trên 35 là chiếm 32%. Tại sao em trong cái giai đoạn sớm này mà em đã give out tới 32%? Em muốn tăng trưởng rất nhanh, cho nên em phải sacrifice, tức là em phải give up control. Không, anh không phải là vấn đề, em phải là control. Dạ. Cái point ở đây là bởi vì với những cái business như này là em phải cần rất nhiều round để mới có thể thành công được. Ngay cả 500.000 này nó sẽ không giải quyết được cái gì, em chỉ xây dựng được một nền tảng thôi. Dạ đúng. Thì bây giờ em đã mất đi 32% và tiếp theo là em phải mất đi mấy chục phần trăm nữa, thì cái team founder, cái phần mà holding của team ấy nó rất chỉ bé, thì em sẽ không đủ động lực để mà phát triển nó lên thành một cái gì đấy nó lớn. Tại sao anh biết là em không có đủ động lực? Em thì em nhìn chuyện nó hơi khác một chút xíu. Em muốn cái dự án này nó go forward bằng mọi giá, bất chấp cái gì, cho dù là em còn rất ít incentive ở khúc cuối. Không, nhưng mà với những nhà đầu tư sau, thực ra họ sẽ rất chịu quan tâm đến việc là founder được cái gì sau cái này, chứ không founder muốn được hưởng cái gì. Họ đầu tư vào làm sao founder có đủ động lực để mà phát triển. Doanh thu của em là bao nhiêu rồi? Dạ, hiện tại tụi em chưa có doanh thu anh. Em, cái app của em đã ứng dụng chưa? Tại em nói 40.000 dạ user là đang dùng rồi đúng không? Dạ rồi. Cho anh xem được không? Hiện nay có bao nhiêu cái nhà đang niêm yết ở trên này? Dạ, mỗi tháng tụi em có khoảng chừng 400 căn nhà mới lên. Họ tự niêm yết à? Dạ, họ tự lên. Anh thấy em có cả địa chỉ khá rõ này đúng không? Dạ. Thế thì làm sao mà kiểm soát được cái việc là người ta sẽ không đi thẳng vào chủ nhà mà người ta vẫn phải trả tiền cho em? Dạ, em có hợp đồng với chủ nhà trước. Hợp đồng nhưng người ta không trả tiền thì sao? Dạ, người thuê họ báo lại và nếu như họ không trả tiền, họ vi phạm hợp đồng thì em sẽ không làm việc với họ về sau, về lâu về dài nữa. Em nói là 40.000 user, trung bình tăng 40% một tháng và tỷ lệ comeback là khoảng 30%. Vậy sao chưa doanh thu? Dạ, bởi vì tụi em đang trong cái giai đoạn mà chạy thử nghiệm và vận hành về cái mảng business, cho nên là giả sử là chưa có doanh thu thì đã có ai thuê được nhà từ cái app của em chưa? Dạ rồi. Nhưng em chưa lấy tiền. Dạ, em chưa lấy tiền. Mình nhớ đến lúc em lấy tiền trả ai vào app của em làm nào? Dạ, thực ra thì tụi em có bắt đầu thử nghiệm một số những cái phiên bản mà có thu tiền.
thì họ vẫn trả bình thường, anh không có vấn đề gì cả. Bây giờ em mô tả cho anh cái quá trình đi. Khi mà có khách hàng mà tương tác với họ thì họ cũng sẽ nhận được tin nhắn từ trên app là ok, có bạn này đang thích căn nhà của bạn, có bạn này đang xem nhà của bạn, hoặc là đang muốn tham gia, nói chung là muốn xem đến xem nhà bạn. Thì em có kiểu như là giúp hai bên gặp nhau để mà xem cái nhà đó. Và sau đó nếu người thuê họ đồng ý thì họ sẽ cash advance luôn em, và em lấy cái khoảng 30% phí và em đưa lại cho chủ nhà. Cách thứ hai á là họ vào thuê xong rồi họ confirm với em, thì em sẽ hỏi họ để mà viết review, đó là một. Và thứ hai là em muốn nói bên chủ nhà là đúng rồi, giao dịch xong rồi, bây giờ bạn thanh toán tiền cho mình. Cái vấn đề chính ấy là như Sắc Phú nói ấy, là bây giờ đang miễn phí ấy, người ta không có cái lý do gì để người ta cắt em cả. Nếu như mà cái người chủ nhà với lại cái người khách thuê á, người ta có một cái sự bắt tay với nhau để cùng nhau là tiết kiệm cái phần đó, ví dụ như người ta trả cho em 30% lận, chẳng hạn như khách thuê thì bảo thôi cưa đôi, ví dụ như thế, thì chủ nhà tiết kiệm được một nửa, khách thuê cũng rẻ được một nửa, thì dạ. thì lúc đấy mới nảy sinh ra vấn đề. Thì và cái nữa là cái câu chuyện này á, là nếu mà em thu tiền dựa trên commission ấy, mà em lại không có một cái bảo đảm về tài chính đặt cọc hay là cái gì đó với cả chủ nhà ấy, hoặc là không có thời hạn nhất định ấy, thì rất có thể là người ta cái khách này đi xem nhưng người khác lại thuê, em cũng không biết được. Giống như cái người này đi xem có đăng ký app, có số điện thoại, có tên, nhưng cái người đó lại không thuê. Cô sau khi xem xong rồi, gặp chủ nhà rồi, có điện thoại chủ nhà rồi thì người khác lại thuê. Em hiểu ý không? Dạ không. Giống như cái user, cái người user người ta đi thuê hộ cho bạn ấy. À dạ. Thì cái người đi thuê là không phải là cái người user. À, tức là mượn xài hộ. À dạ. Mượn tài khoản. Xã hội hay vậy lắm em ạ. Thực ra gọi là khôn lòi ấy. Dạ, theo em thấy thì sẽ có những trường hợp như vậy, sẽ có những người mà muốn đi luồn qua hệ thống. Nhưng mà em sẽ xây dựng cái thương hiệu của em tới một cái mức độ giống như Grab và Uber bây giờ, là họ sẽ không có một cái incentive để mà go off cái platform như vậy, tại vì họ sẽ mất cái sự protection từ bên platform của em. No, cái đấy anh nghĩ là em đang nghĩ quá ngây thơ này. Anh đã từng thử ở bên Mỹ luôn nhá. Đây đang nói một cái trường hợp mà anh đã từng thử. Anh book một cái xe buýt về mua vé từ Dustin đến Houston ở bên Texas. Đến nơi xong ấy, vé nó chuyến xe bị delay mà anh không biết. Cuối cùng là hết vé, mà sáng hôm sau anh phải bay từ Houston về Việt Nam. Anh buộc không còn cách nào khác là anh bắt Uber. Mà chuyến xe Uber em bắt từ Austin đến Houston là nếu mà tính theo tiền Mỹ là em biết là mấy trăm đô đúng không? Cuối cùng là đến nơi thì đồng chí Uber mới hỏi là sao mày đi xa thế? Đang nghi ngờ anh, thì anh bảo thế bây giờ mày off cho tao, mày tắt công tơ rồi mày bớt cho tao tiền đấy đi. Rồi anh có agree với cái điều đó không? Người ta chủ động offer luôn, bởi vì người ta vừa lấy tiền cash đúng không? Không phải dạ. Qua hệ thống, không phải chờ. Thứ hai là đỡ mất mấy chục phần trăm. Có nghĩa là người ta sẵn sàng offer cho mình ngược lại luôn. Đấy là ở Mỹ. Dạ. Đấy là lần đầu tiên mà anh biết là Mỹ chuối thế. Dạ, em thấy người nào cũng có một cái tập người mà củ chuối trong đó. À, cái việc đấy nó sẽ xảy ra, nhưng mà cái cách để mà mình ngăn chặn ấy trong tương lai như nào là một cái điều em nên phải suy nghĩ. Bây giờ em hỏi lại tóm lại, anh có đầu tư cho em không? Anh nói ngắn lắm. Dạ em rất trân trọng những cái feedback của anh Dũng, cho nên em muốn nghe. À, thì em sẽ giải quyết bài toán đấy như nào, rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong số 40.000 user đấy thì hiện nay em có bao nhiêu người đã thuê sử dụng thông qua hệ thống? Tính từ tháng 1 tới bây giờ khoảng chừng 5.000 người. Thì nó không người, có nhiều. 5.000 giao dịch á hả? Dạ. 5.000 người. Dạ, tổng từ hồi tháng 1 tới bây giờ là 6 tháng. Nhưng những transaction đó là miễn phí? Dạ, miễn phí. Tức là em confirm được là họ đã move in từ cái nhà ở trên Ohana. Đó, tỷ lệ cao thế. Bởi vì nó miễn phí. Trên thị trường ấy, cũng đang có các sản phẩm dịch vụ cùng loại, thì em có một cái lợi thế cạnh tranh gì mà họ không có? Khi mà anh lên App Store hay Google Play Store, anh type vô thuê nhà thì tụi em hiện ra đầu tiên. Đó là cái app trending số 1 về nhà trọ ở Việt Nam. User họ, mỗi lần mà họ thuê nhà, họ phải mất tính 7-8 lượt thuê nhà. Cái này là một khảo sát mà em làm với các bạn sinh viên để mà họ tìm ra được một cái căn nhà mà họ mong muốn. Thì cái goal của em là để giảm thiểu cái số lượt đi xem nhà đó lại, tức là từ 7 lượt xuống còn 5 lượt, xuống còn 3 lượt. Khi cái tập user của em nó grow lên thì em có thể làm thêm những cái khác, ví dụ như là tích hợp với lại AI để em có thể hiểu được cái người đi thuê nhà nhiều hơn. Cái last round của em valuation là bao nhiêu? Dạ là 1,5 triệu ạ. Là bao gồm cả cái phần đang gọi đây hả? Dạ. Có nghĩa vẫn chưa close cái round đúng không? Dạ chưa. Ủa, nhưng nếu mà pre-money của em là 1,5 triệu thì làm sao em gọi 3,5 tỷ cho 10% được? Cái đấy là 3,5 tỷ cho 10% là anti-dilution hay là như nào? Dạ không có anti-dilution anh.
Nếu thế 35 thì tỷ bởi là vì 3,5 tỷ cho 10% là value chỉ có 35 tỷ đúng không? Dạ. 35 tỷ chỉ khoảng 1,65 triệu đô, 1,6 triệu đô đúng không? Dạ đúng rồi. Và tổng số em gọi hiện nay là 11 tỷ là khoảng 500 nghìn đô đúng không? Vậy là pre-money chỉ có 1,1 triệu. Làm sao 1,5 triệu? À pre-money là 1,5 triệu anh. Nếu thế thì 1,5 triệu em gọi 5 triệu là post-money là 2 triệu là gần 50 tỷ đó chứ không phải là 35 tỷ. Còn thế cho nên là đấy là một cái offer hời cho các sát. Em có full time làm cho cái này dạ không? Dạ có. Cả team full time hết anh. 12 người đều full time cả. Quỹ lương rồi một tháng là bao nhiêu tiền? Một tháng tiêu khoảng chừng 150 triệu. Tức là mỗi người chỉ nhận chừng khoảng 10 triệu. Dạ đúng rồi. Bao nhiêu người trong số đó làm công nghệ? Dạ. Bao nhiêu người làm công nghệ? Công nghệ. Số đông trong đó là người làm về công nghệ. Chị thấy những cái hướng, những cái bước em đã đi là đúng. Cái bước kế tiếp của em là cái MVP của em phải có phí. Này, bởi vì hiện tại cái 40.000 người mà 5.000 người đã có giao dịch đó, đối với chị là nó không có thực tế. Right, tại vì nó ở trong một cái giới mà nó hơi fantasy, right, because mọi người chưa trả tiền. Right, thì bây giờ bước kế tiếp là em phải có cái MVP mà nó thực tế, nghĩa là mình cái phí của mình phải đúng giống như khi mình chạy thường ngày nó như thế nào. Vì vậy chị thấy công ty em còn trẻ quá, chị quyết định không đầu tư. Dạ, cảm ơn chị. Cái mô hình kinh doanh của em thì không có gì sai, tốt. Nhưng mà trong một cái thị trường như ở Việt Nam thì mô hình này kinh doanh nó hơi ngây thơ. Em kinh doanh dựa vào niềm tin. Và chính vì làm môi giới chuyên nghiệp hàng mấy chục năm nay cho nên là anh rất hiểu rõ về cái câu chuyện này. Câu chuyện môi giới để cho thuê mà lại lấy hoa hồng, lấy tiền sau. Đấy là một cái điều em sẽ gặp phải khó khăn khi em bắt đầu nghĩ đến chuyện thu tiền. Chủ nhà đi đòi tiền của sinh viên còn khó, huống chi là mình đi đòi tiền hoa hồng. Dạ vâng. Vì vậy cho nên là quyết định không đầu tư. Có thể đưa nó vào trong một cái mảnh ghép của hệ sinh thái của tớ đang có. Ảnh hưởng tôi với bồ làm cũng được. Hai anh em làm hả? Anh Phú chốt trước đi. Anh Phú. Để tôi chốt cuối cùng. Nói chung ý tưởng của em thì rất là tốt. Nhưng mà anh thấy em còn ngây thơ lắm. Vì trong cái giới bất động sản á, tụi anh hay dùng cái từ mà bẻ cò mà rất là dễ. Dạ. Là như hồi nãy em nghĩ cái ngây thơ đó cũng là một cái lợi thế anh. Tại vì cái ngành truyền thống của mình á, nhiều khi nó có những cái inefficiency mà tại vì mình hoạt động trong nó lâu quá rồi, mình không có mindful vào cái chuyện đó. Thì khi mà em come from outside đó, em sẽ study nó như là một cái side project gì đó, em nhìn từ bên ngoài vô thì em sẽ thấy được cái gì là mình có thể optimize được cho nó. Các sát còn chuối hơn cả sinh viên. Đâu phải cũng chốt đúng không? Bây giờ như này, thực ra là nhìn em là anh thích đầu tư rồi. Nhưng mà nhìn mô hình kinh doanh thì anh lại không muốn đầu tư. Về mô hình kinh doanh này anh khẳng định luôn là em sẽ thất bại. Đấy, nhưng mà anh vẫn muốn đầu tư vào em. Nên anh đang rất cân nhắc, anh muốn có cái điều kiện nếu anh đầu tư. Một là dạng cho em team của em vay tiền để đầu tư và không lấy lãi trong vòng một năm. Và nếu em thất bại thì các em phải làm, cái team của em phải làm cho anh với mức lương hiện tại trong vòng độ 3 năm thật. Dạ, cái này hơi mới. Thực ra là mới với em mà không mới với Sắc Phú đâu. Thôi rồi, trong lúc Sắc Phú đang suy nghĩ cân nhắc thì anh offer như này. Thực ra anh nghĩ là mọi thứ đang rất là mới. Anh hiểu được rằng là tụi em đang giải quyết một cái vấn đề lớn cho sinh viên. Và nhu cầu đấy có thật. Nhưng mà để làm sao để thu tiền, rồi làm sao để cho cái sản phẩm này nó thành công được ấy, là cả một quá trình challenging phía trước rất là lớn. Nếu em vào trong cái hệ sinh thái của anh đang có ấy, em sẽ tiết kiệm được rất nhiều thứ. Bởi vì tập khách hàng, tập user về cơ bản là nó trùng nhau. Nhưng anh không phải là người con người của bất động sản. Thì chính vì thế thì anh nghĩ là anh với Sắc Hồng anh sẽ kết hợp lại để hỗ trợ em. Bởi vì bọn anh cùng tuổi, muốn làm một cái gì đấy. Về cơ bản anh không muốn lấy quá nhiều. Cho nên anh sẽ đầu tư 1 tỷ cho 10% cộng 2,5 tỷ kia là anh sẽ cho em vay như là một cân khoản vay chuyển đổi convertible loan 25% discount, thì anh sẽ lấy 10% interest trong vòng 12 tháng với một số KPI và liên quan. Nhưng anh khuyên là như này này, yeah. Hai người đàn ông bằng tuổi đầu tư vào một cô gái thì nó khó lắm. Em nên chọn một thôi. Cái quan trọng nhất của em bây giờ ấy là làm sao chạy nhanh. Tầm startup mà công nghệ 3 tuổi là già là coi như fail. Em chỉ còn 1,5 năm thôi. Bên TTC Land của anh thì đã có mười mấy dự án có dân cư ở rồi.
còn chuẩn bị triển khai thêm khoảng gần 10 cái dự án nữa, nên nó cũng là một cái lượng khách hàng tốt cho cái ý tưởng của em. 1 tỷ cho 10%, vậy thì cái valuation của em bị xuống à? Không xuống, cái đấy là câu chuyện cơ cấu của deal thôi, nó không phải là vấn đề. Bởi vì nhà đầu tư của em hiểu được rằng là làm thế nào để cho cái thành công, chứ nếu em fail thì cái phần của họ cũng fail mà. Bây giờ này em tận dụng hệ sinh thái của anh Dũng, cái kinh nghiệm bất động sản của anh, cái quan hệ trong giới bất động sản của anh để phục vụ cho cái ý tưởng. Và cái brand name của hai anh chàng 8X hỗ trợ một cô gái 9X khởi nghiệp trên nền tảng bất động sản kết hợp với online. Đó. Dạ. Nghe hấp dẫn. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh 1 năm. Anh đưa ra 2 option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có 2 offer nhá. Offer. Cái offer của Sắc Phú có 2 option. Em chọn tiền hay chọn anh? Dạ em muốn chọn cái người đồng đội phù hợp. Em nốt là cả hai đều là down round nha. Một cái là down round là em còn pre là 9, một cái là down round em còn pre là chỉ có 6,5 thôi. Cho em đi hỏi ý cô founder. Ok. Sắc Phú lần này sao thấy radio nhẹ nhàng quá vậy? Nhưng mà nó thích em nhưng mà này em thì... Nhưng mà anh có muốn chơi với mấy người đó hay không? Về làm thuê 3 năm này cũng thừa rồi mà. Lời quá, tỷ 2. Ừ, thế là rẻ. Coi như là chi phí bắt team thôi. Nhưng mà tuyển kiểu này về rồi cùng là người em ở trong lớp, lòng em ở ngoài lớp cũng chả giải quyết vấn đề gì. Sắc Phú trước đây là Mr. Wonderful, giờ chuyển sang thành Mr. Bond. Em không biết, em không tính được. Thở đi. Sao trông mặt buồn quá vậy, bàn với team xong mặt buồn quá vậy. Dạ đây là mặt suy nghĩ chứ phải mặt buồn nè. Anh nghĩ là tin buồn được Sắc Phú rồi. Thôi em nói đi. Em xây dựng Ohana, em đặt nó tên là Ohana chứ không phải là tìm nhà thuê.vn. Tại vì em có một cái hoài bão là em muốn grow nó ra khỏi Việt Nam nữa. Ai cũng muốn làm một cái giấc mơ lớn là vượt ra khỏi biên giới Việt Nam để lấy những cái thị trường khác. Nhưng hoài bão để mà bước ra được đấy, em phải số 1 ở Việt Nam. Và tất cả những công ty của portfolio trước đấy của anh bước ra khỏi Việt Nam là đương nhiên phải số 1 tại Việt Nam đó. Tức là anh có thể hỗ trợ được tụi em số 1 ở Việt Nam, rồi mình tính tiếp. Đúng. Dạ rồi, vậy em accept offer của anh Dũng. Yeah. Mà nhìn mặt em là biết tin buồn của anh Phú rồi. Có lẽ là đối với em này là đây cũng là một trong những cái quyết định đắn đo nhất trong cuộc đời trong việc lựa chọn anh nào đấy. Nhưng mà chắc là em không muốn làm thuê cho anh Phú. Em mới nói rằng là em mới có thể biến bất kỳ một người đàn ông nào trở thành triệu phú với một điều kiện duy nhất, trước đó phải là tỷ phú. Thực ra background của mình là văn học. Khi mà mình học bằng văn học á, thì mình muốn làm nhà văn. Thì cái ước muốn của những người mà làm nhà văn á, chủ yếu là đem cái suy nghĩ của mình ảnh hưởng đến mọi người. Thì khi mà mình chuyển sang làm công nghệ á, thì mình thấy cái tầm ảnh hưởng đó nó có thể rộng hơn, nó bự hơn, nó lớn hơn. Và nó ảnh hưởng được tới cái cuộc sống hàng ngày của mọi người nữa. Thì mình xét hai góc độ, đó là mình muốn đem cái sự suy nghĩ của mình có một cái tầm ảnh hưởng cho mọi người, thì mình lại chọn đi hướng công nghệ thì nó hiệu quả hơn so với cái goal mình muốn làm. Offer của Sắc Phú thì bản thân mình thấy là nó khá là khó, không những cho riêng mình mà cho cả team của mình nữa. Tại vì nếu như mà cái dự án của mình không thành thì cả team phải đi làm cho Sắc Phú. Mình cảm thấy là mình không có cái quyền để mà đưa ra cái quyết định đó. Trong lúc đó thì mình thấy là offer của Sắc Dũng nó phù hợp hơn với những kiến thức mà mình đã biết về Sắc Dũng cũng như là Sắc Hồng Anh.